Bao hàng ra ngoài sân à? Ừ. À thế. Mình mình đeo lại lại. Mình đeo mình đeo lại lại.
mấy mười không cần đâu, mấy mười khai hàng ta hàng á nè, người bạn phát đạt ai hả, kiếm bột kẹo bột hàng á, mười lại kiếm bột kẹo mẹ kẹo bột, thằng bạn đông lắm á. Thank you.
Cho lên ngoài không vậy? Cái này đi ngoài à? À, cái này đi ngoài à? Cái này đi ngoài à? Cái này đi ngoài à? Bây giờ đi ra ngoài à? Cái tên là con phú đi tăng cái ban nó bớt ban nó bớt ban thay bổng bớt ra xả đạn đi qua cái tôi xả đạn ban thẻ hàng nó đọc đi à. Khách hàng cứ đọc là bán, ai bán ở ngoài? Bán đi. Hả? Ôi, mình mặc áo tử ra bán đi. À, bây giờ mặc hết ra? Ờ, là bây giờ làm cái sản phẩm như thế này. Có được 3 thằng thương ấy. Đây, đang bán hoa đây. Các thầy đi chợ bán hoa đây, đẹp quá nhỉ? Đẹp quá, đẹp quá. Mày đến à? Mày tự đi với Toàn à? Cái phim chụp ảnh nhiều quá nhờ. Vinh dự quá nhờ. Bỏ nó ở bên này. Bán hoa nha. Bán hoa nào. Thank you.
lấy cái túi mà đựng, lấy cái túi mà đựng. Ê, để người ta bán chứ. Ê, đã bán hoa đâu? Sao lại bán hoa thế kia? Nhiều người mua hoa thế. Một cây thôi, không có đổ. Thank you.
mắm rồi chị ạ? Để mắm rồi đấy. Bán hàng hết rồi. Hàng còn có hoa chưa bán. Còn hoa chưa bán à? Bà mẹ nó không khay được. Dạ. Nghĩa phụ này các bà mẹ nó yên tĩnh được. Bà mẹ nào ạ? Dạ. Còn bán hoa nữa mà. Còn bán hoa nữa à? Còn bán hoa nữa đấy. Còn bán hoa nữa rồi. Bán hoa rồi, bán hoa rồi. Sao tôi cũng nghĩ đấy không? Cơm mừng là bán hoa nào. Cháu ơi, cháu ơi. Cháu ơi, cháu. Chốt này bọc đen có một cái chung một cái đi bên những bọc đi thay chốt này mới được cắn là bọc chốt này mới được cắn cùng phèn ao và đèn cùng quia câu nam đắc nam câu nữ cùng đắc nữ à ao ao bọc 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 đèn à tất cả anh đèn anh này anh này anh này cũng phải xem đấy ba ơi.
Anh này chị giấu rồi, cắt ba hết phần này. Đây đây cầu Nam Đắc Nam nha, cầu nữ Đắc Nữ nha. Bắn hết hoa rồi. Đây xong quay lợn, à cho lợn tiếp vậy. Mình xuống à, đi cùng thầy à. Còn mấy con này? Bề đến lễ gì? Áo mà nó cắt chỗ sáng chứ họ vô này họ kém lại cắn một cây luôn. Cái này nè. Sao mới mày phải mà? Nhờ cái bật lửa này đây cho. Đây bật lửa đây bà ơi. Đây cháu bật cho này. Không. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài à? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Không biết các vị Việt Nam mà thêm hóa Việt Nam sống hóa mà này Việt Nam mà, đang đâu mà Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho cam cân nặng tổ cho cười cho cam cân tổ cho chân phép cân nà tổ cho cân tổ cho mà mới sau hiếu cách tu sinh ngà kiếm sĩ say tối nay kiếm sĩ gió tối nay kiếm sĩ gió tiền lão lòng thứ màu tiền lão lòng thứ màu cao phẳng thứ im tiền cao phẳng thứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
bàn tinh hà sai sai con nhớ bàn tinh thay đổi đồ tàn gần tàn thay mạng tân tình tàn ông tàn thoi bàn nữ đình dân khắp chế ba bàn tinh mà ngồi đồ cao chế ba bàn tinh thay mi sống đôi thầy Đức xong hết rồi nhỉ? Thầy Đức ơi, thầy Đức xong hết rồi nhỉ? Kết thúc rồi. Chào Việt Nam. Có những nghề thầy đốt vàng à? Đâu à? Chưa được. Thầy này đi đi khao chưa? Không ăn không ăn nổi nữa. Nó cứ tặng món ăn mày là cháu ơi. Nó tặng món ăn rồi. Chú là biết chữ nghe phải không chú? Hả? Chú biết chữ nghe phải không? Cái nho không phải, nó giống chú đấy. Anh này vớ. Chào anh nhớ. Thấy. Chú. Anh về đây nè. Lâu chưa? Vừa đi. Dậy lên. Yeah.
Xong rồi thầy. Xong rồi. Vâng. Ai, tăng, xong rồi tăng cái tăng nhân nào. Bắt đầu tìm. Ai khác tìm người nào khác người khác không nào. Khác ngày khác nhận rồi. Xong rồi. Đây vâng. Làm xong rồi. Công việc là. Vâng. Ở trong kia sắp xong rồi. Cứ chụp mẹ lại lại, cứ chụp bà lại lại. Như vào người ta đây các chú Bắc Giang đến đây rồi. Chào các chú nha. Hơn anh mà. Các chú Bắc Giang đấy.
chú hơn cho chị rồi mau cũng đã nghe chết rồi nặng nghe đấy. Các chị gái ở ấy ở Sơn Long nhỉ? Sơn Long nhỉ? Điền cũ phải quay chứ. Đó à? Ba này mà cái đó là đá bừng. Đây là bên này gia đình dọn cỗ đây. Ở dưới kia còn nhiều nữa. Cái này rất đông khách luôn. Có vui thì làm được ai đấy nhỉ? Gia đình chuẩn bị cỗ đây. Mình là đông quá, đông khách thế. Đông hơn cả đám cưới. Thêm mất canh nào, Ủa, đây đây à? Tí nữa. Chào các anh Sơn Long nha. Tí nữa. Em đi giờ. Con này chân mới rồi. Vâng, chào các anh. Đông người cháu. Xem có ai quen không? À, anh ngồi đây rồi à? Đây. Vâng. Không mong à, chào anh nhá. Hả? Tận vâng, lát nữa anh ạ. Lát nữa xuống. Dạ. Đang bận. Anh Yên Trạch nhỉ? Vâng, anh chiến thắng ở đâu nhỉ? Nhớ gì? Chiến bại đối này. Chiến bại đối. Cao Lộc thôi, nói chung là Cao Lộc Tân Thành. À, gần đây đây nhỉ? Vâng. Các anh tự nhiên đi ạ. Lát nữa em xuống. Vâng. Nhưng mà vào đây phải làm chén chứ. Lát nữa chú ạ. Vâng. Dạ. Vâng. Chị Then ơi, chị Then đi với ai đây? Mình à? Vâng, chị ăn đi. Các chị ăn đi. Ui, nước mắm ngon thế. Ngon mà. Hỏi bao nhiêu lần mới được. Thế là gọi bao nhiêu lần mới đông quá. Ừ. Đông quá, thông cảm. Thank you.
Xong nhỉ thầy? Xong rồi. Bây giờ còn làm gì nữa không? Xong rồi.